chuẩn, mùi chuẩn đấy. Mà trông nó hấp dẫn y như là ngoài hàng luôn. 3-4 tháng rồi mình chưa được nhìn thấy những cái này ở ngoài đời thật. Bởi vì là không có cơ hội đi ăn hàng. Tết xong phát là cắm mặt vào đi làm, không thời gian đi chơi này. Xong rồi sau đấy thì bây giờ khi mà đã được rảnh hơn thì tất cả những gì làm là hành trình ở nhà và đến ở dí văn phòng thôi, không làm gì hết. Tôi bây giờ lôi ra để ăn thôi. Chúng ta sẽ cùng ăn hết cái này ngay bây giờ. Yeah. Ôi dồi, ôi dồi, duyên dáng Việt Nam. Ôi dồi ôi. Giới thiệu đây chính là thành quả của chuyên mục Vào Bếp cùng Hải Yến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay cái này luôn. Hôm nay ăn gì? Xin chào. Lần đầu tiên mà chúng mình ăn không phải là dưới dạng là ăn kiến kiến tivi sau khi mà Vào Bếp cùng Hải Yến tấu xong. Mà là một số thật sự ăn tử tế. Ôi, thực sự là một clip ăn múc bạc rất nhiều. Các bạn đã xem video Vào Bếp hôm trước của mình với Hạnh rồi thì cũng biết là bọn mình đã thử làm món tteokbokki, bánh gạo này. Bọn mình đã làm bằng bánh tráng. Cái đấy tại sao bây giờ nó lại có thể làm được nhiều thứ nhưng mà bây giờ mình phát hiện ra. Em phát hiện ra nó nhiều. Làm bằng chân trong sợi anh ạ. Hả? Wow. Làm được chân trong sợi. Hả? Đúng. Ôi, trong. Kết cấu của cái bánh trắng, bánh đa nem nó rất khác. Thế mà tại sao nó ra nó ẩm ẩm nó lại thành một cái cấu nó khác. Kỳ diệu đấy. Kỳ diệu, chị cũng thấy mọi thứ công nhận đấy. Khi mọi người càng rảnh thì mọi thứ càng trở nên kỳ diệu. Đúng. Của chúng tôi. Khay vừa phải. Bộ khay vừa phải á? Khay vừa phải mà. Wow. Ui. Trong này có rất nhiều thứ mọi người ạ. Tốc này có chả cá, có xúc xích nhỏ, có cà rốt, hành tây và cái gì? Rau bắp cải. Phô mai ạ? Ờ, phô mai. Không thể thiếu được gì chứ. Này nó tan rít ra rồi đấy, nhiều lắm đấy. Ngon quá. À đúng rồi, phải ăn thử một miếng bánh tốc. Nhìn thấy là có nhân phô mai bên trong này. Ui. Mềm mà nó dẻo dẻo, nó như là cái ăn bánh lọc. Trời, hay phết, hợp lý cực. Ừ, nó rất hợp lý. Hợp lý cực ý. Thế là nếu bảo là nó giống cái bánh tốc bình thường không ấy thì không. Nhưng nó ngon theo một kiểu khác. Nhưng là nó rất hợp lý. Bình thường thì bánh tốc thì nó sẽ dẻo mịn hơn, với cả nó sẽ có mùi đặc trưng của bột gạo hơn ấy. Nhưng cái bánh đa nem này từ lúc mà mình làm bánh cuốn thì mình đã thấy nó rất thần thánh rồi. Bởi vì đấy, khi mà được nhúng nước và được nấu lên như này ấy, thì nó sẽ rất là dẻo dai và giòn nữa. Cái kết cấu của nó rất là đặc biệt luôn ấy. Làm thành những cái món ăn này rất là hợp lý. Đến khi mà nấu lên rồi ấy, thì cái phần cái kết cấu của cái bánh này nó lại càng dính vào nhau hơn. Nó vẫn dính nhỉ? Ờ, cho nên là càng cảm giác nó giống miếng bánh tốc hơn ấy. Phô mai, xúc xích không ạ? Kỳ diệu là rõ ràng nhìn hình cái lớp cuốn của nó nhá. Tự nhiên nhá, ăn này không lại cảm giác bánh cuốn. Mà dễ nữa. Anh về lục lại video ấy. Mẹ Thắng vẫn về làm qua TikTok. Ôi, mấy cái rau củ quả. Muốn ăn cái rau này vào nhưng mà rau củ quả nó ngấm cay ấy, nó ngấm sốt rồi nó cay. Hành tây vẫn ngọt lắm chị ạ. Hành tây ngon lắm. Những cái phô mai mà lúc nãy bọn mình đã cho lấp đầy bên trên ấy. Đây, khi mà trộn lên nó thành từng cục này. Ăn ngon cực. Bây giờ ăn như thịt đi. Cái bánh tráng này khi mà cuộn vào như này, khi mà ăn được nấu lên ấy, nó lại còn giòn giòn dai dai. Đúng dai. Cảm giác một khi ăn chân trong sợi cơ. Khi mà cắn vào thì nó không còn cái vân vân nữa đâu. Đấy. Nó như là bánh tteokbokki thật luôn. Bắt đầu chảy nước mũi rồi. Đây dự là một số dễ chảy mũi te tua. Ngon đấy chứ nhỉ.
Này, mà mọi người có cảm giác là ăn cái bánh rồi. Mọi người thấy là ăn cái bánh tráng này cảm giác là đỡ ngấy hơn bánh gạo. Ừ, đúng không? Nó cứ giòn giòn á. Ừ, nó trong trong. Ừ, kiểu bột lọc sẽ cảm giác là bột lọc. Để làm được cái này bao nhiêu? 1,5 gói. Chị với Hạnh là định làm cả hết cả hai gói cơ, nhưng mà khi mà cuốn đến 1,5 gói thì bắt đầu thấy quá nhiều rồi, nên phải bỏ lại một nửa. Ừ. Ở nhà mà các bạn làm ấy thì các bạn chỉ kiểu một gói bánh tráng phải chia được làm 3 lần ấy, 3-4 lần ấy. Mọi người công nhận là cái món này cay nhưng mà phải càng ăn nó mới càng đỡ cay. Còn kiểu không dừng lại được ấy. Nếu mà càng dừng lại thì sẽ càng thấy cay. Ừ, những cái miếng to này là những miếng lúc đầu chị cuốn bằng 5 cái miếng bánh đa chập lại. Hay một cái cục to này. Nhìn miếng chả cá này cơ bà. Tôn. Lúc đầu mình làm xong cái chảo này mình không nghĩ mình sẽ ăn được nhiều như thế đâu. Mình nghĩ là thôi sẽ ăn kiểu ăn thử vài miếng thôi, vì nó vừa rất là cay mà còn nhìn ra nó còn ngùn ngộn rất là ngấy á. Nhưng càng ăn càng cuốn thật. Ăn bánh gạo xào cay ý, mình toàn nhặt nhân mình ăn thôi, bánh gạo mình ăn ít cực. Món bánh bột lọc lại ấn tượng đấy. Lúc đầu hơi sợ bởi vì nếu mà cay quá thì mẹ mình sẽ không ăn được nhiều. Ăn được nhiều chắc chắn nó sẽ ế. Đúng. Vì ở văn phòng bây giờ ít người lắm các bạn ạ. Vừa ăn vừa khóc. Ui, ui, phô mai bên dưới này. Ừ, em biết rồi. Chắc phô mai đây nhưng mà nó chưa chảy hoặc là nó đã bị khô lại rồi. Thôi, không còn là người sợ ăn cay nữa nha. Ngon đấy. Dùng lại lại thấy cay đấy. Ăn tiếp thì bây giờ không còn cay nữa. Mùa dịch ở nhà thì không biết là các bạn làm gì nhỉ? Mình thì vẫn nhiều hoạt động hết. Mọi người ở nhà nấu cơm cả ngày. Mình thấy mọi người ở nhà nấu cơm nhiều. Người ta bảo chưa bao giờ mà mọi người ở nhà mà vào bếp nhiều như thế đúng không? Mặc dù bây giờ nhà mọi người dùng bếp từ rồi nhưng vẫn có thể gọi là bếp lửa hầm vẫn cháy 3-4 một ngày. Nổi lửa đúng không? Ừ, nổi lửa. Nhưng mà mỗi lần mà mình ra cái hàng mà mua đủ nguyên liệu làm bánh các thứ ấy thì em đều thấy là người ta kiểu là cháy hàng ấy. Đúng rồi. Kiểu người ta vẫn bán rất nhiều ấy nhỉ. Cái đợt mà vừa mới nghỉ dịch xong ấy, bột mì số 13 chị đi tìm không có một chỗ nào còn cả. Ờ. Mà bây giờ thì mày đánh trứng, em kiếm khắp các nơi không có. Ừ, giờ này rất là hot mày đánh trứng luôn, mà kiểu rất nhiều người nói là tìm mua ở các cửa hàng kiểu không có. Ừ. Thì tại vì mày đánh trứng bây giờ là món gì cũng cần mày đánh trứng luôn ấy. Là nhu cầu của mọi người mà. Đã nhận chưa? Chưa. À, em đặt một cái máy đánh trứng mà mãi chưa được nhận. Em bảo 4 ngày là giao hàng mà bây giờ đến ngày thứ 6, thứ 7 rồi. Chưa thấy ai. Có thể là người ta hết hàng rồi chưa nhập về kịp ấy. No quá. No quá. Mọi người thấy dã man không? Nguyên một nồi đầy ắp. Một cái chảo này thật sự rất là to ấy. Bây giờ chỉ còn sót lại một vài miếng. Về cơ bản là cái ngon nhất là ăn hết rồi. Mà ăn xong mà không có cảm giác bị ngấy nhá. Ăn đấy, chị, đấy chị cũng cảm giác là ăn cái bánh tráng này nó không bị ngấy bằng cái bột gạo như là cái bánh gạo nhỉ. Biết rồi các bạn ạ, chồng ăn bánh giò. Đúng ăn bánh giò. Ừ. Nhưng mà cái này nó sao nhỉ, nó dai hơn với cả nó giòn hơn à. Ừ. Rồi, đấy là bọn mình đã ở nhà tự nấu tự ăn. Tự ăn. Không phải gọi đồ ăn nữa. Ừ. À, bây giờ gọi cũng hiếm lắm. Tự nấu này cũng ngon như ngoài hàng ấy chứ nhỉ? Ngon đấy chứ. Còn bắt chen phết. Còn cải tiến nữa chứ. Ừ. Thế là mình nghĩ là mọi người ấy, trong đợt này bắt đầu bí không biết làm món gì nữa rồi thì có thể đổi sang món này. Ừ. Vì là thi thoảng ăn lại món Toki thì rất là ngon. Và đó là video của chúng mình. Chúng mình đã ăn hết một chảo nồi Toki. Hôm nay mình thấy rất là hài lòng. Không biết là tiếp theo thì mọi người sẽ tiếp tục nấu cái gì. Mình rất là chờ đợi. Chắc chắn là mình sẽ hóng những cái dạng làm video mà nấu xong để ăn luôn như này. Cũng tiện mà đúng không? Ừ, tiện một buổi quay luôn hai video. Mà lại còn toàn tìm những cái món mà đang trend. Trend nữa. Đúng không? Hay là buổi sau mình nấu 100 cốc trà sữa. Thôi nói đến đấy là mình tự cảm thấy là không biết lượng sức rồi. Uống là sao mà hết được 100 cốc.
sẽ nấu chân châu sợi cùng với trà sữa. Còn ấp ủ. Tại vì còn thừa chỗ bánh tráng. Để quay nốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hãy cùng chờ xem chúng mình sẽ làm những gì tiếp theo nhé. Rất nhiều trò mình đang ở phía trước trong mùa dịch này. Cảm ơn, tạm biệt. Bye bye. Subscribe kênh Không Nên Ăn Gì của chúng mình nhá. Trên Không Nên Ăn Gì. Hôm nay ăn gì?